Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Điểm tin cuối tuần được phát trên hệ thống truyền hình VBS vào mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nếu quý vị có chương trình này, có thêm nhiều nguồn tin tức khác đặc biệt quan trọng và độc đáo muốn chia sẻ với chúng tôi, xin đừng ngại hay gọi về với Đức Tiến tại số điện thoại 714-688-6968, 714-688-6968. Và bây giờ là một tin tức cũng khá lạ, đó là hôn nhân bất thành, cô dâu dành trọn tiệc cưới để đãi cho các người vô gia cư. Mời Đức Tuấn chia sẻ tin này mọi người ạ. Cái bản tin này mình đọc cái mình thấy nó hơi ngộ ngộ. Thưa quý vị, theo BBC News thì cô Sarah Comin, 25 tuổi, từng đặt trước tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Rich Charles ở Camo, Indiana, và chấp nhận điều kiện là không được lấy lại tiền nếu mà đổi ý, có nghĩa là đặt tiệc rồi thì không sai là bỏ luôn. No refund. Do cái điều kiện này thì cô Cummins quyết định liên lạc với các khu tạm cư của người vô gia cư trong khu vực và đưa những người vô gia cư bằng xe buýt đến dự buổi tiệc tối thứ bảy với 170 chỗ ngồi. Các cơ sở kinh doanh địa phương cũng góp phần trong việc tặng quần áo để những người vô gia cư có thể đến dự tiệc. Một người vô gia cư tên là Charlie Allen nói: đối với tất cả chúng tôi, đây là thời điểm thích hợp để nhắc nhở cho chúng tôi những gì chúng tôi đã từng có. Cô Cummins không cho biết lý do tại sao phải hủy bỏ đám cưới, nhưng kể rằng cô cảm thấy tan nát cõi lòng. Tan nát là phải rồi, mất tiền. Cô phải gọi điện thoại báo tin cho mọi người, khóc, xin lỗi, rồi bắt đầu thấy đau lòng trước việc phải đem vứt hết thức ăn dành cho tiệc cưới. Ông Logan Arajo, người chồng hụt của cô Cummins và cũng là người san sẻ phần lớn chi phí, cho biết ông cũng đồng ý với cách giải quyết của cô. Một số người trong gia đình cô Cummins cùng đến tham dự tiệc với người vô gia cư, kể cả ba cô phụ dâu. Thực đơn thì gồm các món gà nấu atiso kèm nước sốt rượu vang chardonnay, món khai vị bruschetta nướng giòn với tỏi của Ý và trên có rưới dầu olive và muối, và dĩ nhiên có thêm bánh cưới. Về phần tuần trăng mật, thay vì đi với chồng mới cưới, cô Cummins sẽ cùng mẹ đi chơi ở Cộng hòa Dominica. Vui thiệt. Hồi nãy em thấy có hôm lên có ông Đức Tuấn đến từ Cali nữa mà. Tiếc quá. Ăn xong phát biểu sao? Ngon lắm. Ê, thà là tôi đi ăn cái bữa ăn vậy còn hơn là tôi đi Las Vegas tôi tốn tiền. Nữa. Anh đọc cái bản tin này anh thấy sao? Tức là chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Cô này cổ chuẩn bị là kết hôn. Đúng. Nhưng mà vì chắc ông chồng tương lai sắp cưới cổ không có chịu. Đúng. Cái cuối cùng là cổ... Không phải là không chịu. Nhiều khi là giờ phút cuối cảm thấy là tại sao mình phải trói buộc với một người quá sâu tối. Cho nên là thôi thì trả cho nhau tự do đó. Anh Đức Tuấn có muốn trả tự do cho vợ anh không? Đừng có hỏi vậy, 100 tâm giúp nhà. Nhưng mà quan trọng nhất là như ông Nhân Đức Tuấn nói là đến đó ăn miễn phí mà còn dòm ngó thêm cái cô dâu chính và ba cô dâu phục vụ dâu nữa. Đúng rồi. Ê mà sao không có nói tới phụ rể? Ai quan tâm tới đàn ông liên quan đây rồi anh chị? Sao nó kỳ vậy? Vậy nó... là anh Tuấn, nếu mà quý vị nào mà cần phụ rể gọi cho anh Tuấn nha. Nhưng mà cầu mong cái đám cưới sanh thành hiện thực. Bây giờ để Đức Tiến mời mình cùng đến với một cái tin tức khác cũng liên quan đến tại quận Cam, California chúng ta. Đó là quận Cam đang tranh chấp quyền điều hành với Cal Optima. Theo nhật báo The Orange County Register thì cơ quan lập pháp California và hội đồng giám sát quận Cam đang tranh chấp để xem ai sẽ nắm được trong tay kế hoạch y tế cộng đồng trị giá 3.4 tỷ Mỹ Kim dành cho các cư dân có thu nhập thấp và người cao tuổi tại quận hạt. Hội đồng giám sát quận Cam cho biết cuộc tranh giành các ghế trong ban quản trị của Cal Optima có mục đích tăng cường vai trò giám sát của chính quyền lên kế hoạch y tế và ngăn chặn tiểu bang lấy đi quyền điều khiển của địa phương thông qua một dự luật của Thượng viện. Tuy nhiên thì Hiệp hội Y tế Cal Optima Orange County, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các bác sĩ và bệnh nhân địa phương, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ dự luật của Thượng viện. Họ cho rằng lý do cuộc tranh chấp với quận hạt là vì giám sát viên An Chu Đỗ muốn trả thù những người không bổ nhiệm ông vào ghế chủ tịch ban quản trị của hệ thống y tế. Cả hai phía đều đưa ra những lập trường của mình.
Hội đồng giám sát quận Gam bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 7 với mục đích tăng cường sự điều khiển của họ đối với Cao Optima bằng cách đưa hết 5 thành viên trong hội đồng giám sát vào ban quản trị của tổ chức này. Hiện thời thì ban quản trị của Cao Optima có 9 thành viên, trong đó thì có cả giám sát viên anh Chu Đỗ. Hiện thời thì ban quản trị Cao Optima có 9 thành viên, trong đó có 2 giám sát viên quận Hà, và đề xướng của hội đồng giám sát sẽ tăng lên con số thành 12. Và trong cùng một ngày thì Ủy ban Y tế của tiểu bang thuộc cả hai đảng đều đồng ý chấp thuận với dự luật SB4 với mục đích giữ nguyên cơ cấu và chỉ có 9 thành viên của ban quản trị Cao Optima. Và dự luật SB4 do thượng nghị sĩ Tony Mendoza Dân Chủ đưa ra, nếu được thông qua sẽ bác bỏ đề nghị của ông An Chu Đỗ và hội đồng giám sát vì cơ cấu tổ chức của ban quản trị Cao Optima sẽ được ghi thành luật trong của tiểu bang. Anh chia sẻ thêm về cái câu chuyện này không ạ? Tôi thấy bắt đầu có chưa đến mùa bầu cử đã bắt đầu có những cái chuột đấu đá nhau rồi. Cái chuyện mà Cao Optima và những thành viên của hội đồng giám sát quận Cam mà đứng trô cái hội đồng quản trị của Cao Optima thì chuyện đó đã có từ lâu chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà tôi thấy là lần này thì họ đã nêu tên chính thức rõ ràng là ông An Chu Đỗ như thế nào để coi cuộc chiến này nó ra sao. Và cho dù như thế nào đi nữa, mình cũng vẫn hy vọng là cái kết cục của nó là một cái kết cục mà tốt đẹp, có lợi cho người dân. Có lợi cho người dân. Dạ vâng, câu chuyện này thì vẫn còn chưa có ngã ngũ. Đúng là người ta nói là lắm thầy nhiều ma đúng không? Trong cái câu chuyện đó thì như anh Đức Tuấn chia sẻ thì chúng ta vẫn phải đợi đến cái kết cục như thế nào. Và liệu Cao Optima này sẽ thuộc về tay ai điều hành? Và một thông tin khác nói về Mỹ cấp visa. Cấp thêm một 15.000 visa H2B cho công nhân ngoại quốc theo hãng thông tấn UBI. Bộ trưởng Nội an John Kelly đã nộp hồ sơ cần thiết cho cơ quan đăng ký liên bang để gia tăng số visa diện H2B cho tài khóa 2017. Sau cuộc họp với Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta, theo ông Acosta thì công nhân Hoa Kỳ không đủ để thỏa mãn nhu cầu cần thiết cho các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Còn ông Kelly thì nói, Quốc hội trao quyền cho tôi tạm thời giúp các doanh nghiệp khỏi cái nguy cơ hiện tại thiệt hại nghiêm trọng do thiếu công nhân làm theo mùa. Giới chủ nhân cần mướn thêm công nhân ngoại quốc phải chứng minh rằng kinh doanh của họ sẽ thiệt hại nếu không mang được công nhân ngoại quốc vào Hoa Kỳ. Để giúp visa diện H2B cho phép công nhân không thuộc nghề nông được làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ nếu các doanh nghiệp không tìm ra được công nhân có tay nghề ở trong nước. Công nhân ngoại quốc đi theo diện visa H2B thì thích hợp với công việc thuộc ngành như là khách sạn, nhà hàng, bảo trì cơ sở, bán lẻ, nhà kho, công viên giải trí, vườn tược và an ninh. Quốc hội đưa ra con số tối đa visa H2B là được cấp là 66.000 cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ liên bang cấp thêm visa H2B sau khi mức hàng năm đã đạt được. Vào năm 2016, 13.382 visa đã được cấp thêm cho công nhân ngoại quốc làm công việc theo mùa. Đây là một cái bản tin mà Tiến nghĩ đối với cộng đồng Việt Nam và đối với người Việt Nam trong nước thì nó có lợi hay là như thế nào? Một tin vui chứ, nếu quý vị nào mà nghĩ rằng là chúng ta đang có những biết thông tin người thân hay gia đình của mình đang muốn sang Hoa Kỳ để làm việc, lao động thì đi diện visa là H2B. Con số mới được cho biết là trong năm tài khóa này là 60.000 visa sẽ được cấp cho việc đi lao động. Và em được biết thì riêng tại California này có rất nhiều ngành nghề cần những lao động mà không cần bằng cấp cao, chẳng hạn như là về chạy gà, chẳng hạn như làm nông, vườn rau. Em đi làm tour em biết rất là nhiều các vườn rau đang cần mướn những công nhân có thể trồng hái rau, hay là rất nhiều các công việc tay chân khác mà rất là cần. Nên là có con số này riêng tại California này, con số nó cũng rất là cần thiết. Thì cái thông tin này quý vị cũng nên chia sẻ cho người thân của mình và bạn bè của mình nếu những ai đang muốn tìm hiểu về thị trường lao động và xin được visa lao động làm việc tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết thì Hoa Kỳ đang khan hiếm rất nhiều nguồn lao động, nhất là nguồn lao động không cần biết nghề tay nghề cao, lao động thuần tí thôi. Thì đó cũng điều hay, anh nên chia sẻ cho bồ nhí của anh ở Việt Nam. Ủa sao tối ngày mới chấp ta? Một cái tin khác mà nhân đây em muốn chia sẻ luôn, đó là xin được chia sẻ đến tất cả quý vị, đó là trong 2 ngày, 3 ngày và thậm chí hôm nay trong nguyên tuần này chúng ta biết rằng là mưa bão rất là lớn tại Việt Nam. Cả hai miền Bắc và Nam tại Việt Nam mưa bão lũ lụt khắp mọi nơi.
Và đặc biệt thì trong một cái tin mà Tiến vừa mới biết được, đó là đã có trên 50 tấn cá. 60 tấn cá. Hôm nay 60 tấn cá. 60 tấn cá. 60 tấn cá đã bị chết, thì đã chết trôi nổi trên sông, trắng đỏ cá, cá diêu hồng và các loại cá khác đã chết, trắng đỏ các lòng sông, trắng đỏ các lòng hồ. Thì cũng xin chia buồn đến với tất cả những ngư dân và những người nuôi trồng thủy hải sản và cũng như là nuôi cá, nhất là ở tại Đà Nẵng. Đà Nẵng cá chết rất là nhiều, và lũ lụt và mưa bão đang đến với tại Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Tây và cũng như tại khu vực miền Trung và miền Bắc. Thì xin quý vị cũng có thể gọi điện thoại về cho người thân gia đình của mình, và nếu ai có công việc phải đi về Việt Nam trong thời gian này cũng xin hết sức cẩn thận. Trước khi chia tay tất cả quý vị, mời Đức Tuấn có lời chào tạm biệt. Mùa nóng vẫn là mùa nóng ở Cali. Ở California nóng lắm quý vị ơi, và chúng ta cũng nên cẩn thận, đừng có ra ngoài nhiều, nhất là cho mấy em và các cụ già ra ngoài thì dễ bị say nắng. Có người thì họ lại nói là mùa nóng ở đây, nhưng mà cũng không nóng bằng đi Las Vegas để mình đổi không khí cho nó nóng hơn. Và họ lên đó thì vừa đóng tiền, đừng đóng tiền điện mà vừa đi mua shopping nữa, thì họ giàu quá mà quý vị, thành ra thôi kệ. Cái điều này thì mình muốn chia sẻ với Đức Tiến vậy thôi. Thưa quý vị, chương trình Điểm Tin cuối tuần của chúng tôi, Đức Tiến và Đức Tuấn cùng với ban biên tập, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật bình an, nhiều hạnh phúc. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.